Đây là công viên giải trí ma ám nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Okpoland. Một công viên giải trí đã từng làm mưa làm gió ở Hàn Quốc nhưng bây giờ chỉ là một đống đổ nát bị bỏ hoang. Okpoland ngày nào cũng tiếp đón rất là nhiều khách, từng được xem là công viên giải trí nổi tiếng nhất châu Á. Sau Thế vận hội Olympics được tổ chức ở Hàn Quốc vào năm 1988, Okpoland lại ngày càng nổi tiếng hơn. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi cho tới khi công viên đột ngột đóng cửa. Tất cả đều do con vịt, mà cụ thể hơn là tàu lượn siêu tốc hình con vịt ở công viên này. Nhìn nó dễ thương vậy thôi nhưng nó đã cướp đi rất là nhiều mạng sống. Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào những năm 1990, khi đó tàu lượn siêu tốc bị trật đường ray, rất là nhiều người bị thương và một người thiệt mạng. Thay vì đứng ra xin lỗi và bồi thường thì công ty điều hành lấp liếm xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vụ tai nạn tiếp theo xảy ra vào năm 1999, cũng tại chiếc tàu lượn con vịt này. Nhiều người bị treo lủng lẳng trên chiếc tàu lượn và một bé gái thiệt mạng ngay tại chỗ. Sau vụ tai nạn này thì chủ công viên đột ngột biến mất, thế là công viên này bị bỏ hoang. Thay vì dọn dẹp sau vụ tai nạn, người ta để nguyên mọi thứ như vậy. Giờ bạn tới công viên sẽ thấy chiếc tàu lượn con vịt đáng sợ đó, cướp đi mạng sống biết bao nhiêu người, nằm ngay vị trí tai nạn xảy ra.